Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay ở đây mình có mua một cái bắp cải 1,5 kg các bạn. Một cái bắp cải 1,5 kg. Bây giờ mình sẽ muối nước mắm nha. Mình sẽ làm muối nước mắm nha. Để ăn Tết. Bây giờ bắp cải này giờ mình sẽ sắt ra. Bây giờ khi khắc thì mình lấy cái lõi này ra luôn. Tại vì cái lõi này mình nếu mà mình để mình sắt ngang thì đây nó nhừ. Nó nhỏ xíu à. Đó. Mình tách ra như vậy thì nó được bự, mình ngâm lát mình ngâm nước rồi nó sẽ nở ra nha. Còn cái này thì mình sẽ sắt ra như vậy. Nó hư cái nào hư ở trong thì mình lấy ra nha. Cái này ở trong đây thì mình không thể mà lựa được. Các bạn cứ làm như vậy nha. Lấy cái này ra trước. Để cái này ra đi. Rồi cái này mình mới cắt. Chứ để như vậy cắt nè, nó nát hết. Nó sẽ cái này còn nhỏ xíu à. Cái nào hư thì lộn thôi nha các bạn. Cái này tại vì nó nằm ở trong cái lõi. Bị héo. Giờ mình cắt xong mình sẽ đi ngâm nước muối nha. Ngâm nước muối khoảng chừng 10 phút rồi mình sẽ rửa lại. Bây giờ mình sắt xong rồi cả nhà. Mình cho vào cái xô nha, cái xô nhỏ. Giờ mình cho muối vào. Ở đây là 1,5 kg. Mình cho vào 2 muỗng muối. Mình cho vào đây 2 lít nước. Mình cho vào đây tổng cộng là 2 lít nước nha các bạn. Mình để đây lát cái mình lợi mình trộn lên. Cho nên một lát có muối á, nó đã xìu xuống xong rồi mà mình trộn lên nha. Cứ lâu lâu các bạn là trộn lên cái gì đó. Mình đã cho bắp cải vào nước với muối, mình đã rửa qua nha các bạn. Mình rửa qua cho sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ mình cho nước khác vào rồi các bạn. Mình cho thêm nước nhiều vào. Bây giờ mình sẽ cho muối vào mình ngâm lại nha. Hồi nãy mình ngâm chừng 3-4 phút thôi. 3-4 phút là đã được rồi. Đó, mình đã rửa rồi. Bây giờ mình cho muối vào nè. Mình cho vào khoảng 1 muỗng canh muối nha. 1,5 muỗng. Hồi nãy thì mình chỉ ngâm thôi, mình ngâm mình rửa để cho nó ra được cái chất dơ các bạn, mình ngâm chừng có mấy phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm cái nè. Này là đường cát nha các bạn. Bốn muỗng đường cát. Mình để đi từ từ cho nó ngấm chút. Rồi. Bây giờ mình để đây. Mình lấy đồ mình đậy lại cho nó xịu với lâu lâu mình lỡ mình trở lên cho nó giọt xuống các bạn. Tay mình không phải dơ, ngày hôm qua mình gọt nghệ á. Gọt nghệ xong rồi cái mình không có mang bao tay các bạn. Nên nó còn dính nghệ chút xíu. Thôi bây giờ mình để đây nha. Có gì rồi mà mình sẽ quay lại, mình chia sẻ tiếp. Bắp cải sau thời gian mình ngâm được 1 tiếng mấy nè các bạn. 1 tiếng mấy, 2 tiếng, giờ nó xìu hết các bạn thấy. Giờ nó xẹp hết trơn rồi. Bây giờ mình xả lại 2-3 nước nha. Xả là 2-3 nước xong rồi mình dắt cho ráo rồi mình sẽ đi vào trộn nha. Bây giờ cải của mình đã dắt ráo rồi nha các bạn. Mình cho ra vô một chút cải đỏ với dưa leo nha. Cho nó có cái màu cho nó đẹp. 3 ngày Tết gấp ra dĩa nó tươi rói luôn. Ở đây là có một chén củ kiệu nha các bạn. Củ kiệu với nước củ kiệu là một chén, cái này là 400 g. Mình cho vào đây 1 muỗng đường. Hai muỗng nước mắm.
ớt bột. Muỗng tỏi. Ớt tươi muỗng. Giờ mình trộn lên. Mình làm cải này có cái nước củ kiệu các bạn, thơm lắm. À, mình ăn nó cũng ngon lắm. Tại vì mình làm củ kiệu á, rồi mấy cái củ nhỏ nhỏ đó mình làm riêng. Mình không có bỏ, bỏ tiếc lắm. Mình làm riêng để cái mình muối riêng để khi nào mình có trộn cái gì mình ăn, hoặc làm nước mắm mình cho ăn vô cũng ngon nha. Dính thử lên nước nó thấm. Để mình ăn thử miếng coi nha, coi nó có vừa điều vị không nha. Thử một chút coi điều nào. Cái này vừa ăn lắm rồi, rất là vừa ăn luôn nha. Cái này ai mà ăn ngọt thì phải thêm một miếng đường, còn như mình ăn vậy là vừa rồi. Nếu mà bạn nào dân miền Tây cho vào cũng khoảng một muỗng đường các bạn, hoặc là nửa muỗng canh nha. Còn mình vậy là nó vừa mặn vừa ngọt thì mình ăn cơm nó mới ngon. Bây giờ món ăn của mình cũng đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món bắp cải trộn này ngon miệng nha các bạn. Kim chi gấp gấp bắp cải đơn giản mà rất là ngon nha. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà làm món bắp cải trộn này ăn ngon miệng nha các bạn. Mình xin chào, hẹn lại clip sau nha. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ và bình an.